Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cái hình chiếu chụp đo và tô cái mặt cắt cắt ra 1/4 cái hình chiếu chụp đo và tô mặt cắt cho nó. Thì việc đầu tiên ta vẽ hình chiếu chụp đo nè. Đây, thì muốn vẽ hình chiếu các chụp đo, các bạn sẽ vào đây ha, để chọn con chuột ở đây, bấm phím phải và vô cái snap setting, vô cái thẻ đầu tiên snap and grip, chọn cái isometric snap đây, chọn này, ok đó. Rồi mình sẽ vẽ một cái hình chiếu chụp đo ha. Mình bấm Ctrl E để thay đổi mặt nè. Đây tôi đứng ở mặt right ha, rồi vẽ nó gọi lên line line enter nè, lít chọn đại một điểm nè, Ctrl L hoặc F8 đây thằng ngang ra. Tôi vẽ một cái hình hộp đi ha, hình hộp chữ nhật đi. Rồi chiều dài là 100 nè ha, chiều cao là 50 đi. Đó, 100 nè, kéo qua đây 100, enter nè, đây là đóng kính. Bây giờ tôi cần chọn E, chuyển qua mặt left nè, line nè. Đây, qua đây 50 đi, enter. Lên đây 50, enter, qua đây, đóng kính. Rồi, line, bắt vô điểm này. Qua đây 50, enter. Đó, lít vô điểm này. Rồi, rồi sau đó tôi sẽ đục một cái lỗ ở đây ha, lỗ tròn ở đây. Ha, thì tôi dựng một cái đường line nè, line, enter. Để lấy tâm. Đây rồi thì muốn vẽ hình tròn đó, thì ta dùng E lệnh ellipse nha, E L enter vô cái iso circle nè, nó bấm vô tâm nè đó. Nhưng mà các bạn lưu ý hiện giờ mình phải chuyển nè, chuyển qua cái mặt mặt top á đó. Đó mình bấm kênh trên E đó, chuyển qua mặt top như này. Ví dụ như cái bán kính này là 15 nha, bán kính này 15. Rồi ok, ta delete thằng cạnh này đi. Rồi bây giờ ta sẽ tiến hành cắt 1/4 ra. Thì để cắt 1/4 nè, ta vẽ line nè, bắt từ đây, cắt đúng qua đây, không, qua đây đó. Rồi chuyển mặt nè, cần trên E nào vô mặt right nè, xuống đây, enter, kết thúc, gọi là lệnh line nè, line enter, không. Thì cái việc này các bạn phải rành về bên về kỹ thuật, cần trên E nè để đổi qua mặt left nè, xuống đây. Đó, enter kết thúc. Sau đó mình dùng lệnh chim là TR enter, enter hai cái, chim thằng này đi, chim thằng này đi, chim bỏ thằng này đi, chim thằng này đi, chim này đi, rồi escape ra, delete này đó. Sau đó mình sẽ copy ba đối tượng này ha, CO là chọn ba đối tượng đó, copy nè, kéo xuống đây, dán đây đó, escape ra nè. Sau đó mình chim TR enter, enter hai lần, chim bỏ cạnh này, cạnh này, cạnh này, cạnh này. Rồi escape ra, rồi gọi là line này, enter nè, bắt từ đây xuống đây, enter kết thúc, bắt từ đây xuống đây, enter kết thúc đó. Tại vì cái này nó nằm khuất ở trong, mình sẽ chim đi, tr enter enter hai lần, chim cạnh này đi, chim cạnh này đi đó. Vậy là mình được cái cắt hết 1/4 rồi đó. Bây giờ mình tiến hành tô mặt cắt nè, mình gọi lệnh hát nè, hát hát enter nè đó, click chọn vô đây. Thì mình sẽ chọn cái ANSI 31 nè đó, và cái đối với mặt mặt này là mặt các bạn chỉnh nè đó, cần trên E nè, cần trên E nè, mặt này là mặt right nè ha, đứng đây nhìn vô mặt right nè. Mặt right thì mình nên chọn cái góc là 15 độ ha. Rồi enter kết thúc nè, enter lặp lại lệnh nè, mình tô cho cái mặt left nè. Các bạn cũng có thể không đổi hệ chụp tọa độ cũng được ha, không đổi cái mặt cũng được ha. Mình lít vô nè đó, mình đổi cái này, thằng này thằng nếu mà mặt left đó là 75 độ nè, enter nè đó, enter kết thúc nè, thấy chưa. Rồi sau đó mình sẽ tạo cái layer ha, LA enter nè đó, new một cái layer mới nè. Bây giờ tôi tạo ra layer đường thấy nè nha. Tôi chứa cái vô default nè, 0.5 nè, màu đen, rồi một layer mang tên là mặt cắt nè, chứa mặt cắt nè, màu của mặt cắt ví dụ tôi cho màu hồng đi, ok, nét của mặt cắt là nét mảnh 0.09, ok, rồi thêm một cái nữa là đường tâm, layer đường tâm, đường tâm thì tôi cho nét đỏ đi. Ok, kiểu đường tâm nha, là kiểu center thì mình bấm vô cái này, lifestyle này bấm vô đây, load nó lên. Thì cái này các bạn đã học rồi ha, center nè, ok,
Rồi, bấm vô chọn center, ok. Rồi, đường tâm là nét mảnh nè, ok, tao chỉ chọn tao ba cái này trước cái ra. Rồi, mặt cắt này tôi chọn các cái mặt cắt nè. Không, tôi chọn các cái hatch, tôi qua thẻ home nè. Tôi bấm vô đây nè. Vô layer á, tôi đưa nó vô mặt cắt nè. Đó, escape ra nè. Rồi, những cái thằng còn lại ha. Tôi sẽ đưa nó vô cái đường thấy ha. Thì cái này để nhanh nè, để nhanh thì mình quét chọn hết, mình nên đưa đường thấy trước nha, rồi mình ép ra, mình chọn vô hai cái mặt cắt đó, mình đưa nó vô mặt cắt đó, cách này hay hơn. Sau mình bấm vô show layway nè đó, thấy chưa. Còn nữa là mình sẽ vẽ đường tâm nha, mình gọi lên line nè, line enter nè đó, tâm nè đó, xuống tâm này enter kết thúc nè, chọn này quăng nó vô layer đường tâm, đường tâm đây đó. Nếu như quăng vô đây á mà mình chưa thấy nó đứt đứt ra thì mình sẽ chọn nó nè, bấm kênh trên số 1 nè ha, mình vô cái slide style keo này nè ha, mình cho số này ví dụ 0.3 đi, enter đó. Tắt bảng này đi đó, đẹp chưa đó. Vậy là ok, như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn cách cắt cái hình chiếu chụp đo mình ra 1/4 ha. Thì tương tự như vậy mình có thể cắt ra 1/2, thì mình cắt nửa đây ha, cắt thẳng qua đây đó, thì mình tô mặt cắt đó. Như vậy là xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.